Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh tăng cường, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã ngập sâu trong nước. Đến thời điểm hiện tại thì lượng mưa tuy đã giảm nhưng không đáng kể. Trước tình hình này, lực lượng công an các xã của huyện Hòa Vang đã cùng chính quyền địa phương nhanh chóng thực hiện phương châm 4 tại chỗ để hạn chế thấp nhất những thiệt hại về ngập lụt cho người dân. Từ ngày hôm qua cho đến sáng sớm hôm nay, mưa lớn vẫn liên tục trút xuống khu vực các xã của huyện Hòa Vang. Mực nước ở các sông dâng cao khiến diện tích hoa màu của bà con nông dân đều chìm trong nước và rất khó cứu vãn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng ông Nguyễn Văn Liên, trú thôn Phú Sơn 3, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang cũng đành đứng nhìn. Theo ông Liên, từ năm 2017 đến giờ, ông mới thấy mưa lũ lớn trở lại như thế. Theo năm nay á, thì lượng mưa quá lớn, thành nước nguồn về sớm. Có khi là hoa màu người dân là có trên cây trồng nhưng mà thu hoạch không kịp, thì có thể sau lũ có thể bị cây trái héo là thất thu. Ngay khi có dấu hiệu bất thường của mưa lũ trên diện rộng, lực lượng công an các xã của huyện Hòa Vang đã triển khai lực lượng xuống tận các thôn xóm, những địa bàn xung yếu để hướng dẫn hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn. Tại các tuyến giao thông bị ngập sâu và có nhiều dấu hiệu nguy hiểm, công an xã đã phối hợp với dân quân địa phương dựng rào chắn, tổ chức chốt chặn, nhắc nhở nhân dân hạn chế di chuyển. Hiện nay thì trên địa bàn xã Hòa Khương thì có 3 thôn là nằm trong vùng trũng thấp, đó là thôn La Châu, thôn Gò Hà và thôn Phú Sơn 3. Thì lực lượng công an xã đã triển khai là 6 tổ, mỗi tổ là có 2 đồng chí công an, 1 đồng chí công an và 1 đến 2 dân quân thì đứng chốt tại các điểm và hướng dẫn người dân là hạn chế đi qua khu vực là thấp trũng nguy hiểm. Chính bởi hình thái mưa lũ diễn biến bất thường nên lực lượng công an các xã của huyện Hòa Vang luôn phải thường xuyên tuần tra, túc trực, nhắc nhở bà con nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân. Cái nguy hiểm thứ nhất đó là nước vào và làm ở đây thì đa số người dân không biết bơi nhiều, cho nên là sẽ gây nguy hiểm về tính mạng. Trong thời gian mưa lũ này, em hy vọng các anh sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tại thôn em. Cảm ơn. Đến thời điểm này, mưa đã ngớt nhưng mực nước vẫn chưa có xu hướng giảm. Để đề phòng nước lũ có thể lên bất thường, công an các xã trên địa bàn của huyện Hòa Vang đã cắt cử lực lượng trực chiến 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó và sơ tán người dân về nơi tránh trú an toàn khi có lũ lớn dâng cao.